Xin chào toàn thể quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi ô tô cũ ở salon tô Tùng Bách Thái Nguyên à, Chiều ngày hôm nay thì em Nam lại tiếp tục lên sóng cho mọi người hai cái sản phẩm vừa cập bến salon tô Tùng Bách Bên tay phải em đây là chiếc Morning S sản xuất năm 2018 đi 4 vạn km nội ngoại thất còn rất là đẹp chất xe còn cực kỳ là mới Năm nay thì nhà em sẽ làm thêm những cái mẫu xe phổ thông và toàn những cái xe đẹp và đi ít thôi các bác nhé Xe nhà em bán ra thì cam kết không đâm va, không ngập nước, động cơ hộp số là nguyên bản của nhà sản xuất. Con này thì còn hai lốp theo xe và hai lốp vừa mới thay. À, chiếc xe bên cạnh em đây, cái con xe màu trắng này, con này là một chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Đây là Boliden V7, Boliden V7. Chắc là có khá nhiều bác thì biết đến cái dòng sản phẩm này rồi. Còn có khá nhiều bác thì cũng chưa nhìn thấy nó bao giờ. Nó có một cái logo rất là lạ. À, có một cái điều lạ lẫm nữa các bạn. Tại sao em lại đưa cả cái con xe VinFast này ra ngoài vị trí này Để em mượn cái chìa khóa xe VinFast này để cho các bác thấy Là hai cái chiếc xe này Nó dùng chung mẫu chìa khóa như nhau Đây Chìa khóa VinFast và chìa khóa của Brilliant Kể cả là BMW, BMW cũng sử dụng chung cái mẫu chìa khóa này các bác nhé Ở đằng trước này từ nút bấm cũng giống nhau chỉ khác nhau mỗi logo Nếu mà BMW thì ở tại cái vị trí này nó là logo của BMW À, tại làm sao nó lại như thế Thì em không biết là nó có liên quan gì với nhau không Hay là thằng này nó lại nhái Hay nó nhái mẫu chìa khóa Nhưng mà bây giờ em lại tiếp tục em cho các bác xem một cái điều lạ kỳ nữa này Cái này thì thật sự là bất ngờ Đây là một cái chiếc xe được nhập khẩu Trung Quốc này Động cơ 1.6 Cái điều đặc biệt nằm ở trong khoang động cơ này Thì bây giờ mời các bác cùng được xem à, Sau khi các bác xem cái điều đặc biệt này Đây thì em sẽ giới thiệu về cái chiếc xe này và chiếc xe bên, bên cạnh bên cạnh cho các bác xem đây support by BMW Group Technology tại sao lại có chữ BMW ở đây thì cũng có khá nhiều clip ở trên YouTube người ta đã giải thích về cái vấn đề về cái lý do này rồi cái hãng Brilliant này à, họ liên doanh với lại BMW cũng có thể là các kỹ sư của BMW hoặc là công ty BMW Người ta hỗ trợ để lắp đặt hay là nói chung là hợp tác để sản xuất lên cái cỗ máy này Đấy à, Tất cả những cái hãng xe của châu Âu hay là hãng xe của các nước khác mà muốn vào Trung Quốc Thì đều phải liên doanh với một hãng địa phương Thì BMW muốn cung ứng cái sản phẩm của mình cho cái thị trường Trung Quốc Thì bắt buộc là phải liên doanh với một cái hãng Đấy là hãng Berlinian Đây là một cái chiếc xe cực kỳ đẹp con xe này thì sản xuất năm 2020 và nó lăn bánh được 3 vạn 4 nghìn km Thực sự bất ngờ đây là lần thứ hai em trải nghiệm cái dòng xe này Nhưng mà cái điều đầu tiên Phải nói với các bác cái điều đầu tiên mà nó mang lại cho em Tức là cái cái lần đầu em trải nghiệm chiếc xe này thì chỉ được một vài phút tôi đi một cái đoạn đường rất là ngắn Đấy là mượn xe của một cái anh bạn Và trước đấy thì nhà em cũng, cũng có bán một con màu đen nhưng mà khách tức là xe vừa về tới nơi còn chưa kịp trải nghiệm thì khách đã cọc tiền và đến chờ lấy luôn rồi cái con này thì em được trải nghiệm nó từ tối hôm qua đến bây giờ nhưng mà phải khẳng định luôn thì chất lái của cái chiếc xe này có khá nhiều cái gọi là mang lại cái cảm giác lái giống như những chiếc xe châu Âu nó chạy rất là đầm và chắc này à, em chạy con xe Vinfast SA Vinfast SA cái con Vinfast gầm cao các bạn thì em thấy cái con xe này mấy con xe đấy nó có nhiều điểm tương đồng như nhau Ví dụ như là cái khả năng vận hành của nó khi đi ở trên đường trường Nó chạy nó rất là đầm, nó rất là chắc này Cái độ cách âm của nó rất là tốt Và cái tay lái của nó cực kỳ là vững Nói chung là chạy BMW thì nó con này Ví dụ như BMW 10 phần thì em này cái cảm giác lái của nó chắc là cũng phải được đến tầm 6-7 phần Nói thì bảo là nói ngoa nhưng mà các bác cứ thử trải nghiệm thì sẽ đánh giá và cảm nhận và nhận định được chính xác về cái độ sướng của chiếc xe này À, sau đây thì em sẽ quay một vòng cho các bác xem về form dáng tổng thể của cái chiếc xe này nói cứ mang nó so sánh với lại xe BMW nhưng mà đúng nói thật với các bác này đấy, đấy là nhận định khách quan đấy đi cái chiếc xe này thì cực kỳ là sướng à, đi cái con xe Vinfast kia này mới đi con xe này thì có rất là nhiều các cái cảm giác nó giống mà nhăng nhác giống như nhau tức là nó đầm và nó chắc như nhau cái con xe này thì nó được thiết kế rất là đẹp mắt và rất là khỏe khoắn như các bác thấy trong hình ảnh cái mẫu đèn hậu của chiếc xe này thì nó rất là gân guốc này nó nổi lên nhờ những cái đường led mí khối đây khi đi buổi tối nó rất là bắt mắt các bác nhé ở phía đằng sau thì như các bác thấy ở trong hình ảnh này nó có một cái lip chia bô cái bô này chắc là bô xịn chứ không phải là giả đâu đây cả hai bên đều là đường xả của xe tuy là động cơ 1.6 nhưng mà nó làm thiết kế cái ống xả bô kép này nhìn nó rất là thể thao tại cái vị trí này như các bác thấy này nó xi mạ chrome nhìn sáng choang rất là đẹp cực kỳ là đẹp luôn ở à, phần đuôi xe thiết kế rất là đẹp Xe nhà em bán ra thì cam kết luôn cho các bác này, xe không đâm va, không ngập nước, động cơ hộp số là nguyên bản của nhà sản xuất Con này thì được trang bị một cái bộ mâm là răng rất lớn, đầy một cái chiếc xe rất là to, xe 5 cộng 2 Con này sử dụng cho 7 người các bác nhé, 7 chỗ ngồi à, Bộ mâm này là R19, lốp này vẫn là lốp theo xe Lốp này là DS 2019 Tức là xe 2020 sử dụng những cái phụ tùng của năm 2019 Lốp thì rãnh còn rất là sâu Nó phù hợp và tương đồng với lại một cái chiếc xe sử dụng 3 vạn 4 nghìn km Phải khẳng định luôn với các bác Cái xe Trung Quốc Nói chung là các bác bây giờ đi mua xe Trung Quốc Thì không bao giờ lo sợ là bị can thiệp về km ưu à, điểm của cái con xe này Thì bây giờ em cũng sẽ chia sẻ và tư vấn cho các bác luôn Nếu mà về cảm giác lái thì em ưng rất là ưng và thứ hai là khi ngồi ở bên trong cái khoang nội thất của chiếc xe này ghế nó rất là ôm người à, và thứ ba một cái điểm em cực kỳ thích phải khẳng định luôn cái chiếc xe này nó có một cái hệ thống âm thanh 8 loa nhưng mà nghe cực kỳ phê các bác mở to hết cỡ nó cũng không bị phá tiếng mà cái âm thanh của nó rất là chắc cái tiếng bát rất là uy lực này tiếng chép của nó tách âm rất là hay nghe Borealo này hay nghe non top này nói chung là về âm thanh cái chiếc xe này thì hoàn toàn không phải độ thêm một tí nào không những khung gầm cứng chắc nhưng mà thân vỏ của em xe này lại cực kỳ cứng nếu mà để ấn tay như thế này thì các bác sẽ không thể nào ấn được đây em đang dùng lực đây các bác nhìn em gầm cả người lên em ấn vào nhưng mà không ấn được nó rất là cứng và rất là chắc à, thực ra khi di chuyển ở trên đường thì không ai mong muốn những cái va chạm xảy ra nhưng mà nhiều khi mà chúng ta khi di chuyển ở trên đường ấy nó xảy ra những cái điều không mong muốn ấy mà chúng ta được ngồi trong những chiếc xe an toàn và chắc chắn như này thì nó sẽ bảo vệ tốt hơn cho con người ngồi ở bên trong. À, con xe này thì ở camera đây này ở trên gương của nó có đèn tích hợp báo rẽ này và thứ hai nó có một cái mắt cam. Con này là có camera 360 đi theo xe. Cái bộ camera 360 của cái dòng xe Brillien V7 này nó cũng khá là nét nó cho cái độ phân giải rất là cao nét hơn trên cái mẫu xe Zoti Z8 và dòng xe bay q 7 đấy con này keo chỉ zin động cơ zin hộp số zin và kính cũng zin toàn phần à, cái đèn pha của cái chiếc xe này thiết kế rất là đẹp mắt này nó có đèn định vị ban ngày tích hợp ở bên trong pha cả hai giải luôn các bác nhá phía trên và phía dưới đây là đèn led ma trận nhìn cực kỳ đẹp nhìn ở phía phần đầu xe con xe này nó rất là dữ dằn nó rất là ngầu ở tại cái vị trí tức là cái khoảng cách giữa hai cái bánh xe nó rất là rộng nhìn nó rất là trường xe và vững nó giống như những cái chiếc xe BMW X5 hay là giống con Vinfast Lux SA nếu mà để nói về các cái chi tiết hoàn thiện về ngoại thất và nội thất của cái chiếc xe này thì các bác không thể chê được một cái điểm gì đấy bỏ qua cái định kiến về thương hiệu về những chiếc xe Trung Quốc à, khi mà nghĩ đến những chiếc xe Trung Quốc thì các bác thường thường hay nghĩ là xe Trung Quốc nó kém sang, nó kém bền, nó thế nọ, thế chai, tốt, mã, rẻ, cùi Nhưng mà phải khẳng định luôn tất cả những cái xe Trung Quốc mà nhập khẩu về Việt Nam vào thời điểm hiện tại nó đã thay đổi rất là nhiều Đặc biệt là dòng xe Beijing, dòng xe Bay C, dòng xe Brilliant, dòng xe MG, dòng xe MG Nói chung là tất cả những cái dòng xe đấy cực kỳ là chất lượng Trước đây thì em cũng như các bác này rất là định kiến về xe Trung Quốc, bởi vì xe Trung Quốc rẻ tiền về Việt Nam trước đây vào những cái thời điểm mà từ cái thời xe Cherry QQ này xong là BDF0 này, xong là cái gì nhỉ? Lifan, những cái dòng xe đấy thì thực sự với các bạn thì chất lượng của nó cũng không được ok cho lắm. Nhưng mà bây giờ những chiếc xe gọi là những chiếc xe cao cấp và những cái sản phẩm gọi là đắt tiền giống như những chiếc xe này thì bây giờ nó không thua kém bất cứ một cái hãng nào một cái sản phẩm nào mà đang lăn bánh ở tại thị trường Việt Nam kể cả về độ sướng độ bền mà mặc dù cái trang thiết bị tiện nghi và option kiểu dáng nó còn vượt xa rất là nhiều đấy sau đây thì em sẽ cho các bác xem về cái khoang nội thất và trang thiết bị tiện nghi của cái chiếc xe này để cho anh mượn chút Brilliant V7 sản xuất năm 2020 Tính đến nay là đã bước sang tuổi thứ hai và lăn bánh 3 vạn km. Con này thì theo như nhà phân phối nói đây là da Napan. Đấy, da Napan thì là một cái loại da khá là xịn sò được bọc ở trên những cái ghế xe ô tô của xe sang. Đây các bạn nhé, cái chất liệu da của nó rất là đẹp. Cái tông màu nội thất của cái chiếc xe này nó bao gồm này thứ nhất là da đen và thứ hai là da màu vàng bò da ghế mới tắp bi cửa là màu vàng như các bác đã thấy trong hình ảnh ở tại cái vị trí mép ghế và lòng ghế của cái chiếc xe này con xe này thì hoàn toàn chưa được dọn dẹp trên bề mặt da nó vẫn còn hơi bẩn một tí gọi là hơi hơi một tí thôi sau khi mà em dọn dẹp lên nó sẽ sáng sủa và sạch sẽ hơn rất là nhiều nhưng mà nó không có bất cứ một cái điểm nào nó bị lão hóa này hay là xuống cấp đây da ghế này chắc là da napan rồi nhìn rất là xịn Form ghế rất là đẹp ngồi cực kỳ là êm người con này đi rất là đầm lúc nãy em đi em rất là bất ngờ đây các bạn nhìn xem da ghế rất là đẹp đây là da ghế lá nhé cái tắp bi cửa của cái chiếc xe này đây nó thiết kế rất là đẹp có cái tay kéo cửa rất giống bmw rất giống bmw hay vinfast đây các bạn nhìn xem trời ơi mẫu chìa khóa giống này cần số giống này xong là tay kéo cửa nó cũng thiết kế theo cái kiểu như thế này từ các cái phim bấm này nó học hỏi của nhau rất là nhiều hay là nó copy hay là nó nhái ở tại cái vị trí này thì được sơn vân carbon nhìn rất là đẹp ở chỗ này là mạ chrome đây rất là liền lạc so với cái tay mở cửa tất cả những chi tiết hoàn thiện của nó rất là đẹp nó không có bất cứ một cái điểm gì để cho các bác phải chê đây là da ra, đây là nhựa. Loa này là loa gì đây? Ở đây là chữ Brillien Auto chứ không phải là loa Harman, Harman Garden. Nhưng mà phải nói là âm thanh của cái chiếc xe này em mà đã không chê được thì chắc chắn các bác cũng không thể chê nổi. Tại vị trí hàng ghế thứ hai rộng mênh mông. Đây. Hàng ghế thứ hai rộng mênh mông. Các bác nhìn xem da cũng rất là mới nhá da rẻ rất là mới với cái tông màu nội thất đen và vàng nhìn nó rất là nổi bật có cửa gió cho hàng ghế thứ hai cái vị trí để chân này tức là cái vị trí để chân giữa cái lưng ghế hàng ghế thứ nhất cho đến hàng ghế thứ hai rất là rộng hơn nữa này nóc rất là cao 1 mét tám cũng không bao giờ lo cho, do lo bị chạm đầu cái tay kéo cửa này như các bác thấy ở trong hình ảnh cái tay kéo cửa này Các bác có thấy nó giống trên những cái mẫu BMW không? Rất là giống Cực giống luôn Ở đây nhỉ Tại vị trí này nữa này Đó Con này thì rất là dày Thân vỏ rất là dày Ở vị trí hàng ghế thứ ba Chết rồi không ai hỗ trợ để mở hàng ghế thứ ba lên để cho mọi người xem Nhưng mà cái chiếc xe này là chiếc xe 5 cộng 2 Nó có một cái hàng ghế nữa Ngồi được hai người Ở tại cái vị trí này Đây này các bác này đây này, ui nặng thế Đây Đây là vị trí hàng ghế thứ ba Em sẽ quay cho các bác xem Đây, khoảng cách để chân cũng khá là rộng Nói chung là di chuyển đường dài cũng không bị mệt Và không bị mỏi, bởi vì làm sao Cái tựa lưng của cái hàng ghế thứ ba rất là cao Em lên đến vị trí trên này em quay cho mọi người xem Đây là lợi thế của nó này Đây, đấy Cái tựa lưng nó liền lạc Và nó cao các bác đi khi di chuyển khi đi đường xa thì không bị mỏi cổ cái chất liệu da của chiếc xe này rất là đẹp con này thì có cửa sổ trời toàn cảnh đây cửa sổ trời rộng mênh mông bao la bát ngát các bác nhìn xem em rất là thích những cái mẫu xe mà có cửa sổ trời rộng như này đó đóng cô vào xe này rất là mới mở ra còn thơm mùi mới xe thì không có bất cứ một cái lỗi gì liên quan đến vận hành đây, lịch nhắc thay dầu của nó còn nguyên đây các bác này. Đây, số km hiện tại là 31941. Đấy, đến 4 vạn 1 thì lại tiếp tục thay này. Bây giờ nó mới 3 vạn 4. Các bác về chưa phải thay dầu đâu. Em sẽ giới thiệu qua một chút về cái các cái trang thiết bị và tính năng hoạt động của cái chiếc xe này. À, đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho các bác xem về cái vô lăng. Vô lăng thì có tích hợp vô lăng, đây như các bác thấy này chi chít phím này. À, nó có cờ cruise control cờ đôi control nó nằm ở tại cái vị trí này tức là ga tự động các bạn đây là chỉnh các cái chức năng media ở trên màn hình hai bên này đây là tắt gọi điện thoại và ra lệnh giọng nói này đây là một cái màn hình lcd hiển thị các cái chức năng của xe này đây nó có báo lỗi báo liệt các thứ gì thì nó sẽ báo ở trên cái màn hình hiển thị này ở bên này là cái đồng hồ km còn bên này là đồng hồ vòng tua chiếc xe này thì có thể đèn pha cao thấp chỉnh cao thấp Thông qua cái nút chỉnh này, đây là nút kích hoạt camera 360, còn đây là cái nút hỗ trợ đổ đèo. Còn cái nút này là cái nút tắt cảm biến va chạm phía trước để tránh cho nó kêu chi 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 chít, chít. Cái độ hoàn thiện nội thất của cái chiếc xe này phải khẳng định luôn rất là cao. Không những cao rất là chất luôn. Phím cứng của cái con xe này rất là ít, đây nó chỉ có một cái giải phím cứng nằm ở tại cái vị trí này. Đây là những cái phím những cái chức năng cơ bản, còn tất cả nó đều được chỉnh và tương tác thông qua cái màn hình này. Màn hình này thì cho chúng ta liên tưởng tới tức là ngồi và cầm lái chiếc xe này thì lại rất giống những mẫu xe của mẫu xe gầm cao của BMW và thứ hai là chiếc xe Lux SA của VinFast. Đấy, một cái màn hình trung tâm đặt dọc rất là lớn đây các bác này. Các bác nhìn thấy cái tắp lô phía trước mặt người lái này nó thiết kế có đẹp không? Rất là đẹp. Vị trí này sơn vân carbon, chỗ này là inox này. Chrome này. Bên dưới này là nhựa thì không nói làm gì, chỗ này là da, trên này cũng là da. Ở đây là có một cái cốp này. Tất cả những chi tiết này như các bác thấy ở trong hình ảnh này, nó rất là tỉ mỉ này, nó rất là đẹp. Cái độ liền lạc của con xe này nó rất là cao. Em sử dụng cái con xe này ở trên cung đường xấu này. Cái độ ổn định thân vỏ này hoặc là nội thất của nó rất là tốt, nó không bị ọp ẹp đâu. Đi nó cực kỳ sướng, cách âm rất là ổn. Chạy cực kỳ là đầm. Con này thì hệ thống an toàn của nó được trang bị là 6 túi khí. Nó có một cái đặc điểm nữa giống như xe VinFast hoặc là BMW, đấy là cái cần số điện tử đây. Cần số điện tử trên cái mẫu xe này rất là đẹp đây các bác nhá. BMW à, chẳng lẽ là BMW. Đây là phanh tay điện tử và auto hold, còn đây là chuyển các chế độ lái. Còn đây là chống trơn trượt hoặc là cân bằng điện tử các bác. Đây cái này em không hiểu nó là cái gì, tự động giữ phanh à? Tí nữa em về em sẽ tìm hiểu thêm. Phải nói khẳng định luôn cái chiếc xe này rất đẹp Da vô lăng như mới Đây Xe này thì còn gì phải chê nữa đúng không các bác Động cơ 1.6 Động cơ 1.6 Bây giờ mình lại quay lại cái động cơ cho các bác xem à, Ghế chỉnh điện 6 hướng Con này ghế lái chỉnh điện 6 hướng các bác nhé Đóng cửa xe chắc nịch Đây Đóng cửa xe chắc nịch này Phải nói là tuyệt vời Ai chà chà Cả bộ rất là nặng các bạn đây cái khoang động cơ thì hoàn toàn chưa được dọn rửa Động cơ thì trên cái mặt máy thì nó có chữ BMW này, Group Technology Cái này bác nào giỏi tiếng Anh thì các bác sẽ dịch được cái dòng chữ này Support Support by BMW Group Technology Động cơ này động cơ 1.6 mức tiêu hao nhiên liệu cho một cái chiếc xe Nói chung là loanh quanh khoảng 9-10 lít Tuy là 1.6 nhưng mà em xe này thân xác của nó rất là nặng chạy rất là đầm Tất nhiên là một cái chiếc xe một cái thân xác to và nặng Không thể bắt nó ăn ít xăng được cái điều đó là điều đương nhiên, các bác nhá. À, sau đó thì em sẽ đưa cái này, xe này về để em dọn, em dọn cái khoang động cơ. Nó có một cái mặt nhựa che hoàn toàn ở phía trên này, nhưng mà em đã tháo ra để em quay clip cho các bác xem. Sau đó em về em dọn vệ sinh xong, thì em sẽ, em sẽ lại đậy nó vào. Xe bên em bán ra thì cam kết không đâm va, không ngập nước, động cơ hộp số là nguyên bản của nhà sản xuất và không có bất cứ một cái lỗi nào. Cái điều đó là điều không gọi là không thể khác được nó chắc chắn là phải là như vậy Cabo rất là nặng Con xe này thì đang được chào bán giá 665 triệu đồng Một cái sản phẩm rất là hiếm trên thị trường Một con xe rất là đẹp Sau đây thì em sẽ đi quay sang cái con xe Morning S sản xuất năm 2018 Đây, cái chiếc xe này mang ngoại thất màu xanh Caravan size Morning S là một cái bản gọi là bản cao nhất của cái Morning số tự động này như các bác đã thấy trong hình ảnh này, con này là màu xanh caravan màu xanh đen. Tất cả những chi tiết bên ngoài ngoại thất của xe còn rất là đẹp. Phải khẳng định luôn đây là một con xe rất là chất lượng. Nó chạy loanh quanh 4 vạn km và với thay hai lốp trước còn hai lốp sau là vẫn hai lốp theo xe. Con xe này thì vừa mới được cập bến salon Tô Tùng Bách này rửa qua và lên sóng ké vào cùng với chiếc xe kê luôn cho các bác. Con này thì nhà em đang chào bán mức giá rất là hợp lý và rất là yêu thương, chỉ có trên 300 triệu đồng một chút. Cụ thể nó là 300 xe nào. Con này sẽ là 326 triệu đồng 326 triệu đồng Em phát là phát giá bán chỉ có ra lộc cho các bác thôi Thực ra cái xe phổ thông này Giá mua vào và giá bán ra nó có ba em ở trên thị trường Xe nhà em là xe đẹp Xe cam kết không đâm đụng, không ngập nước Động cơ hộp số là nguyên bản của nhà sản xuất à, Để kiếm được một chiếc xe morning như này Ở trên thị trường thì chắc là cũng không có nhiều Bởi vì cái con xe này chất rất là tươi Và đi rất là ít À, tại làm sao em đánh giá nhận định nó km đi ít và chất xe nó tươi thì một chút nữa em sẽ quay vào các cái chi tiết nội thất cho các bác xem. Như các bác thấy bên ngoài gọi nội ngoại thất này xe rất là đẹp. Hai quả lốp trước kia thì vừa mới thay. Trên bề mặt sơn si thì chắc chắn chiếc xe này em sẽ về đưa nó đi đánh bóng. Biển kiểm soát của xe là 19A43281, bác nào thích trách thì trách. Xe thì không có bất cứ một cái vấn đề gì phải suy nghĩ hay là lan tăn cả. Con này động cơ zin kính zin hộp số zin và keo chỉ zin. Đây là lốp theo xe này. Hai cái quả đằng sau là lốp theo xe này. Đâu nhỉ? Đết của quả này quay vào trong rồi. Lúc nãy thì em đã kiểm tra. Đây, bề mặt lốp theo xe này rãnh kể ra là còn khá là sâu đấy. Chủ cẩn thận nên người ta thay hai cái quả lốp trước. À, em sẽ quay tiếp cái quả lốp bên này thì sẽ các bác sẽ thấy cái đết của nó. Đây, độ mòn rất là tương đồng với cái quả lốp đối xứng các bác nhé Cái quả lốp bên kia, quả lốp sau bên kia với quả lốp bên này rất là đối xứng với nhau Đây gần như nếu mà để ai mà dùng tiết kiệm thì chưa chắc hai quả lốp trước kia đã phải thay bởi vì rãnh của nó rất là sâu đây đết à, của nó là tuần 12 2017 con này thì cũng đã được độ lên một số đồ chơi rồi mua về lại ngay cái đề start stop này Lại luôn cái màn hình nữa đây đây là hai quả lốp vừa mới thay xong hai quả lốp trước vừa mới thay xong à, trong cái khoảng thời gian sắp tới thì các bác về sẵn sử dụng này hoàn toàn không phải mất tiền thay lốp hay trang bị thêm bất cứ một cái thứ gì Tất cả những chi tiết ngoại thất của xe còn rất là mới Em sẽ đưa đi dọn dẹp, em sẽ đưa đi đèn bóng và sơn tỉa lại toàn bộ xe Nẹp chân kính của xe thì không bị xuống màu hay bạc màu Xe này thì rất là giữ gìn và đi rất là ít Đây, em sẽ quay nội thất cho các bác xem Tuy là một con xe mộc nhưng mà nội thất của xe còn rất là mới nó chỉ hơi trùng một chút ở tại cái vị trí này Nhưng mà như các bác thấy ở trong hình ảnh mép ghế của cái chiếc xe này đẹp xuất sắc phải dùng hai từ xuất sắc để miêu tả cho cái chiếc xe này trên 300 triệu đồng phân khúc hạng A một cái chiếc xe bền bỉ này và rất tiết kiệm nhiên liệu thì không thể bỏ qua cái mẫu xe Kia Morning này mua con xe này thì lãi luôn được cái màn hình và cái chìa khóa thông minh menu ấn khởi động đấy là những cái option những cái đồ chơi mà người ta nâng cấp thêm Táp bi cửa này hoặc là đồ nhựa nội thất bên trong xe thì hoàn toàn không có xước sát ở tại cái vị trí này các bạn đã thấy ốp lên một cái cái này là cái gì nhỉ em chẳng biết nó gọi là cái gì nhưng mà rất là đẹp mắt à, cái ốp tay kéo cửa Đấy. Gương kính chỉnh điện và cục điện rồi đây là bản cao nhất các bác nhá, Morning S chứ không phải là SI. Đây. Tất cả những cái phím công tắc lên xuống kính hoàn toàn không bị không bị bóng, không bị mòn, không bị mờ. Thực sự là đẹp. Da ghế của em xe này thì không có một cái điểm gì phải chê, salon Tô Tùng Bách chọn xe rất là kỹ, chỉ mua xe đẹp thôi. Không bao giờ mua xe xấu. Bề mặt phay của bốn quả la răng thì hoàn toàn không xước sát. Đây, cả bốn quả nó đều như này xe nó rất là ngay ngắn ở tại vị trí hàng ghế thứ hai tuy là một cái chiếc xe mộc này nhưng trên bề mặt da các bác thấy nó rất là sáng chủ này đi rất là giữ gìn rất là sạch sẽ đây 4 vạn cho một cái chiếc xe đời 2018 nó cũng không phải là quá nhiều đây là một con xe đi rất là giữ đây các cái chi tiết nhựa của nó rất là đẹp nỉ trần thì làm sao nỉ trần thì mới tinh bởi vì người ta đã bọc một cái ni lông chống xước rồi à quên mất không phải là chống xước mà là chống bụi bẩn đây các bác thấy trong hình ảnh này các bác về để sử dụng tiếp này không thích thì các bác bóc đi thì cái nỉ trần nó mới cứng mới tinh em sẽ vào đây để chia sẻ qua một chút về các cái tính năng của cái chiếc xe này tay nắm số này cái độ mòn của ghế tay nắm số này nó thể hiện cái chiếc xe đi nhiều hay đi ít mặc dù có nhiều cái chiếc xe ở trên đồng hồ km rất là ít nhưng mà ở tại cái vị trí này Tức là cái phần này thì đã bị sơn lại hoặc là bị bạc mòn hết cái lớp sơn ở bên trên này Và cái da này bọc lại này hoặc là da này bị mòn chuột cả ra Cái chiếc xe đó thì chắc chắn bị tua km Cái quả số của cái chiếc xe nhà em nó mới tinh như các bác thấy trong hình ảnh Không những quả số mới này và vô lăng của nó còn rất là mới Đây vô lăng mới tịch tình tinh Ở tại các điểm tì còn chưa bóng Đây không bị mất vân da và cũng không bị bóng Nó đã có tích hợp vô lăng Đây chỉnh âm lượng này nách bài này Đây ở vị trí các điểm tì này cái vô lăng này em bỏ ra thì nó mới tinh đây đây là một cái lớp đây là cái bẩn do cái bọc vô lăng nó trả sát vào bỏ cái bọc vô lăng này ra là nó mới cứng màn hình này là màn hình độ thêm đây mua về các bác lãi cái gì lãi cái màn hình này lãi cái nút ấn khởi động này nó có start tác tốt rồi cái ghế bên phụ thì làm sao ghế bên phụ thì quá mới đây ghế bên phụ này ghế sau mới cứng luôn xe này rất là đẹp Hệ thống an toàn của cái con xe này thì là hai túi khí, một bên lái và một bên phụ. Nó là những cái trang thiết bị rất là cơ bản trên những cái mẫu xe phân khúc hạng A. Phân khúc hạng A thì nó nổi tiếng là những cái chiếc xe gọi là bền bỉ, lành này, tiết kiệm nhiên liệu này, nhỏ gọn này, di chuyển dễ dàng trong những cái điều kiện đường xá chật hẹp. Con này thì nhà em cũng không dọn vệ sinh khoang động cơ Bởi vì đây là một chiếc xe nó rất là mới Như các bác thấy trong hình ảnh này Cái động cơ của cái chiếc xe này mặc dù chưa dọn Nhưng mà nó rất là mới, rất là đẹp Đây Tất cả những cái chi tiết trong khoang động cơ này không có dấu hiệu xuống cấp hay là lão hóa Ốc nguyên bản này, không ẩm dầu này, tem cờ còn nguyên này Đây, ốc doang dàn cò không có dấu hiệu vặn mở Cực kỳ đẹp Ốc chân máy này, ốc chân máy này còn nguyên này Zin luôn, không có bất cứ một cái điểm nào bị han dỉ hay là mọt mục này ở trong khoang động cơ này nếu mà vệ sinh qua thì nó không khác gì những chiếc xe vừa mới từ hãng đi ra à, trên 300 triệu đồng thì đây là một cái sản phẩm rất là chất lượng cho các bác đáng lưu tâm con này thì salon tô tùng bách để cho các bác là 326 triệu đồng đấy là giá bán chỉ có da lọc thôi đây là morning s cao hơn cả si các bác nhé đây là một cái chiếc gọi là bản cao cấp nhất của cái dòng xe Kia Morning này. Con xe này là sản xuất năm 2018. Vừa rồi thì em đã lên sóng hai cái chiếc xe của salon Tô Tùng Bách. Hai con này mới về. Con kia là 665 triệu sản xuất năm 2020 nhập khẩu Trung Quốc này. Đi 3 vạn tư này. Xe cũng không lỗi nhỏ này. Rất đẹp. Đẹp xuất sắc luôn. Nó có dính dáng và liên quan tới BMW. Còn con bên này là Kia Morning. Con này đi loanh quanh gần 4 vạn, 4 vạn km này. Thay hai lốp rồi còn hai lốp theo xe rất là dày này cam kết không lỗi nhỏ giá bán là 326 triệu đồng. Sau đây em xin kết thúc clip này tại đây và hẹn gặp lại mọi người trong các clip lần sau.